Độ pH ảnh hưởng như thế nào đến nồng độ cồn trong rượu vang? Để cùng tìm hiểu thì mời các bạn cùng theo dõi hết video này của Rượu Ngon nhé! Hầu hết độ pH của các loại rượu vang đều rơi khoảng 3 hoặc là 4. Các nhà sản xuất sử dụng độ pH như một cách để đo sự liên hệ giữa độ chín của nho và độ axit chua trong rượu. Độ chín của nho liên quan đến nồng độ cồn. Nói một cách đơn giản nhất, nho càng chín thì lượng đường sẽ càng nhiều để chuyển hóa thành nồng độ cồn cao hơn. Vì vậy, ở cấp độ đơn giản nhất, rượu vang được làm từ quả nho chín hơn sẽ có nồng độ cồn cao hơn, độ chua thấp hơn và độ pH cao hơn. Chúng là tất cả các yếu tố tạo ra sự cân bằng hoặc là không cân bằng trong rượu vang. Các loại rượu có độ axit cao hơn thường đến từ các vùng có khí hậu mát mẻ hơn hoặc là mùa trồng trọt ngắn hơn, hoặc chỉ đơn giản là được hái vào đầu mùa thu hoạch. Nhưng cách trồng nho, loại đất, thời tiết có thể ảnh hưởng đến độ pH. Ví dụ, mưa trong thời gian của vụ thu hoạch có thể ảnh hưởng đến sự cô đặc của nho và làm tăng nồng độ pH, trong khi vẫn không ảnh hưởng đến độ chín của nho. Trong nhà máy rượu có rất nhiều cách để điều chỉnh độ pH của rượu vang, như là lên men lạnh, phối trộn và thậm chí là lên men malolactic. Mặc dù các phương pháp này có thể ảnh hưởng đến độ pH, nhưng chúng sẽ không ảnh hưởng đến nồng độ cồn ở cùng một tỷ lệ. Tại sao pH lại quan trọng? Về mặt sinh vật học, người ta cho biết rằng mức độ pH cao hơn có thể khiến rượu vang kém ổn định hơn, nó cũng có thể khiến rượu vang đỏ chuyển sang màu nâu, tăng khả năng oxy hóa, ảnh hưởng đến khả năng lão hóa hoặc là gây lão hóa sớm. Vừa rồi là những thông tin về độ pH ảnh hưởng như thế nào đến nồng độ cồn trong rượu vang, và các bạn hãy cùng theo dõi Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các kiến thức về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.